Okay, welcome back to Chef Cowboy live show, cooking show, aka Cajun Asian. Hôm nay lên hơi trễ. Today I came on a little late because I was đi chợ hôm nay, and hôm nay mua được cái áo mới cho Tết. Chào quý vị coi. Okay. So very nice bộ áo để đi nấu bếp. Okay. So đi chợ hôm nay đông quá ở dưới Phúc Lộ Thọ, quá đông. Hôm nay em sẽ làm cái món rất là ngon, rất là lạ. Okay. Rượu đỏ Merlot. Okay. Make sure you use Merlot. And we got some đuôi bò. So đuôi bò, first thing you want to do, đuôi bò là phải cần cho hầm cho cái huyết nó ra trước. Okay, so basically what you want to do with this is đó, cái dây nó bị dính hoài. So you want to cook it to where all the huyết go out. Cái mùi hôi á. So you want to kind of blanch it first. So then we can use it for the soup later. Okay, đuôi bò. Lâu quá rồi không ăn món này. Thèm quá hôm nay. Thì làm thôi. Đó. Rồi bỏ vô khoảng 5 minutes to blanch. Bỏ tí muối vô. Nó không có hơi mùi bò nhiều, but sẽ be very tender later. Okay. Rồi, good evening các bạn. Ai mà đang lên bây giờ vô nhắn hello giùm em nha, so I can see who is on, để em biết khán giả nào lên support. Mai mốt em có quà để tặng. Chẳng dặn mà lên tám với em nhiều thì em sẽ gửi một cái món quà. Đó. So just let it blanch. Đó. Từ từ cho cơ huyết nó chảy hết ra. Okay. Thường thường mình hầm súp này khoảng 45 cho đến 1 tiếng. Rồi hôm nay anh chị lên với em hơi dài, hơi lâu. Cũng không sao, tại vì hôm nay anh chị lên, anh chị ngồi chơi với em. Rồi em cũng nhậu ở nhà một mình. Đó, bỏ lửa. Okay, bây giờ get the soup ready. Cái soup ready thì bỏ tí tỏi vô. Okay, thôi bỏ tí nữa đi. Càng nhiều càng tốt. Tỏi nó làm cho cái soup nó thơm. Hello Mr. Pikachu. Oh Mr. Pikachu này, cho Mr. Pikachu coi này. Em mới đi mới đi vào ở dưới Phúc Lộ Thọ về, mới mua cái áo mới để lên đài, đẹp không? Đó, áo mới đó, đằng sau đó, đằng trước đấy, đẹp không? So mua hôm nay để đi lên show phải cần có mấy cái món áo đẹp nữa chứ. Đó, the model guy. Để quý vị coi. Ok, rồi bây giờ trở lại. Đó. Rồi. Tỏi, nó thơm. Đó.
Đó, cũng bật xuống. Rồi ở bên đây thì có đuôi bò đang luộc để cho huyết nó ra. Bỏ tí salt. So basically what I do here is making sure all the smell of the ball to kind of go out a little bit. All the huyết, they call it like the, almost like the bone marrow and stuff like that, go out a little bit, just so then that way it doesn't make the soup too beefy. Okay, but we don't want to do too long. Đủ thôi. Rồi. Đó, đủ lấy huyết ra. Bây giờ bỏ dục thẳng vô đây luôn. Đó. Directly into here. Đó. Directly in. Đuôi bò. Đó. Còn đuôi này đâu? Có vài miếng nhỏ nhỏ. Ok. Rồi. Xào xào tí. Cái nồi này hơi nóng thì cầm. Chụp cái này không? Đó. Xào xào cho nó khét, nó cho nó cháy tí. Cho cái mùi tỏi nó vô. Trước khi mình bỏ rượu và tí nước. Đó. Xào xào tí cho nó khét khét. Thơm. Một tí tỏi. Ok, rồi bỏ thấp hạ xuống. Bây giờ đi lấy tí nước nước. Đó, lấy tí nước bỏ vô. Bây giờ bật lên cao. Đó. Đó. Bật lên cao. Tí sẽ bỏ tí rượu vô với cái có cái củ kia vô đó. Bỏ thêm tí nước. Đó. Rồi các ai nữa đây? Có anh Lê, anh Ly, Áo Đẹp, chị Hành, Mr. Pikachu, ngon quá, chị Hành. Có lỗ không? Mr. Pikachu looking good. Hello, chat. Hello, chị Diêu. How are you, Mr. Chef Cowboy? I'm very good. Mỗi lần... nấu bếp cho anh chị là em vui vẻ rồi. I'm very good. Thank you for asking, Mr. Pikachu. Hôm nay đi xuống Phúc Cầu Thọ, đi cũng đi với chị Bé Tí, đi vòng vòng với cũng gặp mấy anh em ở ngoài đó, cũng đi ăn ở Lục Đồn Ký, ăn lẩu dê vừa nãy. Nên bây giờ về làm thêm một món cho anh chị. Đó. So, đây cho nó nóng. Rồi, bây giờ tí nay em sẽ cho chị, anh chị coi mực. Mực khô. Thơm quá, mực khô. Tí em ra ngoài em nướng. Rồi, bây giờ cái star of the show là bỏ vô một tí rượu đỏ. Rượu đỏ Marlow, make sure là Marlow rồi. Marlow là tốt nhất với thịt. Ok. And cái máy này nó ngầu lắm. Em có cái này để mở khui rượu. Ok. Oh.
So you guys can get the same wine set để mở. Đó. Lấy ra cái nắp khỏi cần bị rách. And cái đồ này khui ngầu lắm. Đó, nó có cái cây trong giữa, nó giống như mình đang bơm hơi vô á. And từ từ nó sẽ nổi lên. Đó. Kéo cái này lên. Đánh xuống. Nó dễ lắm. Này. Đó, này. Bơm từ từ nó sẽ lên. Đó. Rồi. Đó. Thấy không? Rồi cái này cũng ngầu, mua trên mạng cũng hai mấy đồng mà. Ok. Nó không có bị bể, tại vì nhiều lần mấy cái này nó cũ á. Anh chị mà xài cái loại này á. Cái loại thường á. Sometimes á nó bể cái cork. Yeah, that's why I'm thích xài cái đó. So that is a good one right here. Đó. Bơm vô thôi, nó bơm hơi. And từ nó sẽ đẩy lên cái cục cork. So this thing is a pressurized wine opener. Okay, it opens up your wine for you. Okay. So bây giờ lấy tí rượu đỏ qua bên đây. Khoảng bỏ khoảng nửa chai vô. Ok. So almost nửa chai. Đó. Này em chưa bỏ gia vị, chưa bỏ gì hết á. Chứ bỏ tí tỏi vô trước. Nên cho nó hầm thôi. So that's it. Bây giờ cho hầm khoảng nửa tiếng cũng ăn được, mà muốn cho nó cho cái đuôi bò nó mềm hơn á thì 45 phút một tiếng. Hôm nay em chắc làm khoảng nửa tiếng thôi để cho anh chị coi nó ngon ra làm sao, cái thịt nó đỏ, nó very mềm, sau cũng nửa tiếng là nó xong rồi. Nửa tiếng nó mềm mà. Muốn lâu hơn thì mình bỏ lâu hơn. Mà em làm khoảng nửa tiếng là xong. Rồi bây giờ qua bên đây. Có mấy cái củ này phải cắt nữa. Ok. Rồi. Bây giờ cái củ này thường em xay là nửa cục. Bỏ qua một bên. Ok, bây giờ lấy cái đầu gọt. Cái đồ gọt đó rồi bây giờ gọt cái vỏ. So you just want to take off the outer skin, obviously rửa trước. You gotta wash it first because it's an actual root. Cái này sẽ làm cái súp đuôi bò á nó ngọt. Rồi cái chất của củ cải này, I think that's what it's called. I think it's a radish. Củ cải trắng á, nó làm cái súp nó very very ngọt. Ok. And tùy theo mình thôi, mình muốn ăn thì mình ăn, mình không ăn it's ok. Này là để cho cái súp nó ngọt thôi. Ok. Về cắt từng miếng. Chắc có thể cần cái nồi bự hơn mà thôi. Bỏ vô nửa thôi. Coi có vừa không? Hello chị Đào. Chị Kathy Đào ở bên Napa wine is really good choice. Yeah, Napa wine. Mua ngoài Costco hết á.
mua ngoài Costco. Đó, bây giờ súp đỏ rồi kìa. Đó, quý vị. Hết dầu được đấy. Đó, can you see cái súp nó very đỏ. Thơm lắm quý vị. Smell very good. Đó, bỏ vô hầm. Wow, look at how red the soup đuôi bò. Đó. Này lâu lâu mới có thôi nha anh chị. Not all the time. Ăn hoài như vậy chết á. Đó. Rồi, cho hầm khoảng nửa tiếng. Đó. Bây giờ turn the medium heat thôi, đừng có bật cao quá. Bật cao quá thì nó cạn lệ. Don't put the fire on hot on high. You can put on medium low, medium. So then that way it doesn't get the drain all the water. You want it now to kind of just simmer. Đó. And then thường thường đợi á. When you're waiting, then you just pour yourself a glass of wine and you enjoy and you wait. Thường thường bây giờ đến giờ là mình đổ một ly rượu đỏ. Đợi cho súp xong. Ăn tuyệt vời. Đó. Rồi. Yes, Mr. Pikachu, I save you a big bowl. Ngày mai anh chị có đi chơi Super Bowl không? Ai đi Super Bowl? Who watching Super Bowl ngày mai? Có gì em sẽ em không biết em đi đâu hết. Có thể em mà đi chơi thì ngày mai em không làm show. Này một lần nữa cho các anh chị mới lên. Em mới đi mua cái áo này để một nấu bếp, lần hai Tết. Đó, đằng sau có con gì á, con rồng, con phoenix. I'm not sure, nó gọi là con phoenix, con long phù lồng gì á. Đó, đẹp không? Đó, thông phu đàng hoàng. Đó, bây giờ đi mua. Rồi. And then đằng trước. Đó. Rồi. Hôm nay tự nhiên buồn cười lắm. Em vô cái chợ mua áo. And bà đó nói là áo này 50 đồng, nói thôi rẻ quá thôi mua đại. Mình cũng đâu nghi ngờ gì đâu. Tự nhiên đi đến mấy cái tiệm kia. Mới tiệm kia 25 đồng á. bị tìm the first one vô đó trả 50 đồng. Bây giờ chạy qua mấy cái tiệm kia nó bán không cần trả giá luôn, 25 đồng. Nói, ủa trời ơi, sao ở bên kia nó mắc quá vậy. Hèn chi mấy tiệm Việt Nam ở dưới đó nó không có để giá nào phải, tại nó muốn nói giá gì nó muốn nói giờ đó, nên sau đó muốn trả giá thì trả. Mà thường thường em cũng vô chợ không có bây giờ mà trả giá. Em nhìn cái giá gì thường thường là em mua. So I never really bargain, right? So the store that I went to today, I bought it, it was $50. But then I went to the other store and it was only $25. I'm like, oh, sao rẻ quá vậy? Oh my goodness. So so hôm nay đi shopping thì buồn cái đó thôi. Mình mất 25 đồng. Và thôi kệ. Ngày lễ lâu lâu cho họ làm vài thêm đồng như vậy thôi. So yeah, so bây giờ em sẽ chỉ cách em nướng mực. Đó, em có một cái này.
So this is how I will fry the or cook the squid. Đó, mình bỏ lên một cái này á thì nó không có cong, nó không cong á thì nó sẽ cook evenly. So I'm you guys are deep frying or barbecuing the squid, right? This is a secret. You have to get one of these things right here. Mua một cái này ngoài chợ thì cũng $5 à, $5-6 at the Asian market. I just bought it today, though. We cũng mua 5 pound mực khô này. Có một bạn nó có tiền ở dưới đây, nó mới đem hàng về bên Việt Nam gì Phú Quốc gì á, nó đem về bao nhiêu ngàn pound gì không biết, mà nó đem về thì em mua ủng hộ. Mấy bạn em cũng dễ thương lắm, lúc mỗi lần có cái gì mà ngon hay là hay gì á thì em thích ủng hộ người ta, thà đi ra ngoài chợ Việt Nam. Lâu lâu Việt Nam cũng có, mà bây giờ thằng bạn nó có cái này đó, mực khô. Rồi bây giờ em I bring you guys outside with me right now. So outside a little bit dark, but mình ra ngoài vài phút thôi. Đó. Ra ngoài nướng mực khô ăn với rượu đỏ. Đó. Ở ngoài tối lắm, nó giống như y chang Việt Nam vậy. Đó. Đó, rồi. Có cái bếp này quá tuyệt vời anh chị. Trời, phải cần bật ga. Đó, đơn giản lắm. Về nhà. Đó, lửa cao. Thế, cái máy này nó rất là hay. Mai mốt anh chị mà thích nấu bếp hay là nấu gì ngoài á, cái bếp này em mua ngoài Costco nè, rất là tuyệt vời. You see, very nice flame. Đó. Bỏ lên nướng. Nó khô, nó không bị khô, nó không bị teo. You see? Sớm khoái. Muốn bỏ lửa thấp khỏi cho nó cháy lại. Đó. Bỏ lên. Đó, làm mực khô very lẹ. Không có sợ bị co lại. Nếu mà bị co lại thì lâu lâu mình có mấy cái miếng mình chưa có nướng á. Ok. Rồi mình để quên phone trong nhà rồi. Đó. Từ từ. Đó, có một tí rượu đỏ ăn với mực khô rất là tuyệt vời. Đó, lật đi lật lại cho nó lại. Đừng có để lâu quá, để lâu quá là chín. Chín nhiều quá thì nó không ngon. Nó dai quá. Vài phút là xong. Lật đi lật lại. Very lại. Không cần làm lâu. Đó, có thằng này nó very tuyệt. Không có sợ bị cháy, không sợ bị nóng. Đó. Rồi xong rồi quý vị. Rồi tát. Rồi mực khô is done. Rồi bây giờ chạy vô nhà coi cái xúc đuôi bò sao đây. Ok, coi đuôi bò với mực khô. Mực khô ở bên Việt Nam nó đem về. Đó chị. Very simple. Làm cái chân nóng. Ok, cái này bằng sắt. Đó, đúng rồi, nó rất là nóng, see? So, hen em không rờ. See that? Very hot. Lấy cái gấp rồi, cái này dễ. Đó.
vẫn còn nóng. So be careful nha anh chị, đừng có xài cái này. Cái miếng này nó very hot still, very nóng. Từ từ làm, không có là phỏng tay. Đó. Bây giờ để cho nó cool down. Đó, mình lấy cái miếng đó ra. Xé. Em thích xé bằng tay. Lâu lâu có cái máy kia thì ok, xài cái máy được. Đợi cho nó không có nóng. Nóng quá. Thì mực này rất là mềm. Đó, xé bằng tay. Không có máy. Thường có máy. Hello chị June. Welcome back to the show. Hôm nay lên hơi trễ nha. Xin lỗi các anh chị nha. Tôi hôm nay đi chạy xuống Bố Xà, chạy xuống Lô Sài Gòn, chạy xuống Phúc Lộc Thọ chơi, đi mua đồ về để nấu bếp tối hôm nay. Nóng, very hot. Đó. Mực khô với rượu đỏ, rượu vang. Chị cắt cho anh chị ăn cái món này. Rồi, cái đuôi nó hơi, nó vẫn còn sống bên đây. Để con một bên tí em nướng tiếp. Rồi. So this is the special. Rồi, cái secret sauce của em nha. Chắc bà con ạ, chưa ai ăn kiểu giống em. Thường thường người ta có ớt. Có tí ớt với ớt của Việt Nam á. Mà em hôm nay không có ăn với cái đó. I'll show you what I eat it with. Anh lần sau anh chị thử đi, ngon lắm. Đó, em thích ăn với Tabasco sauce. Sorry, Tabasco sauce. Nó giống như mình ăn sò vậy á. Nó vừa chua vừa cay. Không cần muốn bỏ thêm chanh, bỏ chanh. Mà cái sauce này của tụi Mỹ á, Tabasco sauce á, thì nó vừa rồi, nó vừa chua vừa cay. Mình không cần muốn bỏ thêm, thích ăn chua thì bỏ chua. Và thường thường em ăn với Tabasco sauce. Ngon. Vừa cay vừa chua. Không cần. Bình thường Việt Nam mình á thì thích ăn với cái huyết tương này, chili garlic sauce. So this is a traditional way to eat it. They like to eat it with this. Okay. Chị muốn order mực khô á, mấy tụi ở bên đây nó không có gửi, mà có thể em nói chuyện với nó cho. Em nói chuyện riêng với chị. Very good. Đó. Mực ở bên Việt Nam không có trong chợ đâu quý vị. Này không kiếm ở trong chợ được. You cannot find it in the store. Rồi nó nhập về ở bên đó. Bạn, nó có cái tiệm wholesale.
mà nó chỉ có bán cho mấy người giống em thôi. Tí uống tí rượu. Very good, very ngon. Đó, này, mực khô chấm với Tabasco sauce. Đó, em cái mực này nó trắng bắp à chị? Chị, cái mực này nó không có đen thui. Giống như mấy cái mực ở trong chợ kia đó, Tống Bê mua về á, nó dai, nó ăn vô nó giống như là bể á. Cần mua cam mà mới rồi, cam này còn sắp bị hư. Đó, nuôi bò. Đó, lấy bọt. Bây giờ vớt bọt. Đó. Vớt bọt ra tí. Ta phải bỏ tí nước nữa rồi. Put a little bit more water in. Em bỏ thêm nước is ok, tại vì mình chưa có nêm gì hết. Bỏ vô tí. Rồi bây giờ bật lửa lên cao. Đó, bỏ tí nữa. Đó, rồi. Đó, bây giờ mình lấy bọt ra cho nó dễ. Bọt với mỡ. Oh, look how đỏ. Look at how red the soup is. That's all the rượu. Okay. Cho nó hầm. Ok, back to em muốn order mực khô. Ok, Mr. Pikachu đến lấy liền. Đây, gọi bạn ở ngoài tiệm. Đó. And, mấy người khác, người ta thích ăn ăn mực khô á, they put a little bit of cũng hoisin sauce. Em thấy nhiều Việt Nam cũng thích ăn kiểu đó, cũng thích chấm tí tương đen với tương đỏ, ăn kiểu đó. Dễ. Đó. Rồi. No, hàng mực khô này ngon lắm á anh chị. Very good. Để em nói chuyện với bạn. Em nhớ mà. Có vài người có Mr. Pikachu và chị Cathy Đoàn ở bên North Carolina muốn, thì chỉ có hai người muốn thôi. Thì để em hỏi coi. Tại vì thường người ta không có gửi, người ta không có ship, người ta chỉ đem vô Cali người ta bán thôi. Mr. Pikachu. Ừ, có chị bé tí ở đây, chị thông dịch cho em.
Hôm nay cho khán giả coi em mới được cái áo này. Đó, được cái áo mới. Đó, có rồi có cao. Bây giờ thấp xuống tí. Vớt cái bọt. Bọt phải dầu. Dầu béo khỏi cái xương. Cho nó hợp. Thường thường. Oh, cho coi áo. May I pick up tomorrow? Yes, no problem. Đó, áo, áo đẹp không? Bây giờ mỗi lần em lên show em phải cần có cái áo, áo mới. Chị Tý nói, ồ áo này hợp với chị. Màu đỏ. Thì em nói hơi mua đại. May I pick up tomorrow? Yes, Mr. Pikachu, you can pick up tomorrow. Mai lấy cũng được, không sao. Đó. Cho em làm mẫu cho áo dài tí. Này actually này không phải áo, áo dài. Này là áo giống như là không thu ở bên bên China hay là bên gì phim tàu á, phim bộ á. Đó, nó có mấy cái áo này. Đó, đưa em làm mẫu cho các anh chị. Đó. Võ đàng hoàng. Người nhỏ có võ, đúng không? Người ta nói như vậy. Email em đi, em sẽ có địa chỉ đến pick up ngày mai. Ok. Tiệm nó nằm ở trên đường Brookers á. Brookers với đường Brookers với đường Westminster. Vô các quý vị. Oh, rồi, bây giờ cần cắt mấy cái kia nữa. Ăn uống ngồi đây lo nói chuyện không à. Không có này làm bếp nữa. Đó, that's one you vui thì mình quên. Đây. Đây anh chị, mỗi lần làm cái gì phải cần cho coi. Đó, ai mà thích ăn chanh bỏ tí chanh lên. Nhiều người Việt Nam thích ăn mực khô mà có chanh. Đó, cho cái mùi gia vị chanh. Đó. Chấm vô. Đó, đúng rồi, bỏ chanh vô. Chua cay. Phải cần lấy hành. Rồi, một củ hành. Đó, lấy ra già rồi đi rửa tí. Nào cái bàn tí. Cái dao này rất là sắc nha quý vị, không phu á. Đó. Cắt rất là lẹ. Mỗi lần làm bếp á là phải cần có cái dao đàng hoàng. Yes Mr. Pikachu, either text chị tí hoặc là email anh cũng được. Or email em ở đó là email là cash cow, okay, cashcow channel at gmail.com, okay, not pick up at your house, no. You can go pick up ngoài tiệm để em gọi thằng bạn nó còn không, and then I will send you the địa chỉ and cái số phone để liên lạc cái anh đó, mà cái anh đó không có ship out nha. So giống như là chị Cathy Đoàn á, cũng là bạn Hiền ở bên North Carolina, thì có thể em phải cần gửi qua cho chị mà muốn. Ok. Để coi em có thì giờ, tại vì thứ hai em sẽ bay về bên Dallas để làm việc ở bên đó.
thì tuần sau thứ hai với thứ ba thì không làm show, có thể chỉ có quay phim đồ ăn với đi đi chơi vòng Dallas với Arlington, Texas. Ok, ai mà ở đó, ở dưới Arlington á, sẽ có cái hội chợ Tết ở dưới Arlington, Texas. Em xuống đó để làm việc, giúp mấy người agent ở dưới đó làm mấy cái bảo hiểm sức khỏe cho mấy người có Medicare á, có cái bảo hiểm sức khỏe cho mấy người 65 tuổi trở lên á. Thì em có một cái event ở dưới đó với nhà thờ hay là chùa gì á, em cũng không biết chính xác, mà em sẽ tuần sau thì thứ hai với thứ ba em không có lên show, rồi em chưa có được live, thì có thể em quay phim mấy cái đồ ăn lạ ở bên đó and chia sẻ với quý vị. So next week on Monday and on Tuesday, or even on Wednesday too, I will not be on show. Tại vì I'll be in Texas. So I may record some video of the weird food over there or some of the good food over there, and I will post it on YouTube. It will not be live, but it will be some video of food over there. Okay? Let me see. Oh, chị Đoàn, em có địa chỉ rồi. Có gì để em coi coi. Có gì ngày mai có thể em... em chưa pick up ngày mai được, ngày mai chưa gửi được. And thứ hai thì em bay sớm, sáng sớm. Ok, rồi, trở lại chương trình nấu bếp với Chef Cowboy. Đó, bỏ này qua bên đi. Rồi, cắt hành. Nhớ nha, mỗi lần cắt hành á thì co tay, đừng có bỏ tay thẳng, co vô, không có là dao nó sẽ cắt. Ai mà làm bếp á biết mà em cắt móng tay bao nhiêu lần. Này cho súp tí đó. Đó. Rồi, bỏ qua bên. Thì nó sẽ bỏ vô súp. Cắt miếng hành để qua bên. Rồi, very easy tonight. Hôm nay thì cũng không có làm gì mò mà. Rồi, very easy mà khô. Đó, mực khô có Tabasco sauce, quý vị thử đi. Tabasco sauce hoặc là ớt với tương phở, nước phở đen á, hoisin sauce. Việt Nam cũng ra nhiều, Việt Nam cũng thích ăn. So good. And then uống với tí rượu đỏ. Quý vị có thấy cái áo mới đẹp không? You guys like my new shirt? Đó, giống trong phim tàu vậy. Đó. Cho quý vị coi một lần nữa. So, áo mới mua ngoài Phúc Thọ. 50 đồng cho cái áo này. Mà thường thường nó bán chỉ có 25 đồng thôi. Cái tiệm đó ủng hộ thêm 25 đồng. Đó. Giữ eo đàng hoàng, tại vì tại sao? Uống juice vô nhiều. Even though cũng đi ăn uống nhiều mà cũng giữ eo cũng được. Đó. Có eo để giữ. Không có nào, không có em theo. Đó, bây giờ cái súp đây. Đó, thường thường nước súp á thì em cho nó hầm
khoảng một tiếng, mà hôm nay em không hầm, em sẽ hầm một tiếng mà cho anh chị coi đó, cái cách em làm thôi á, nó very đơn giản cái marinade, very easy to marinate, very easy to prepare. Ok, rồi thử đi. Let me see. Bây giờ mình nêm đi, mình sắp xong rồi. Đó, nước súp trong không? Đó, very clear broth. Okay, that means it's been simmering for a while. Okay, bây giờ bỏ tí nước mắm. Lên 5 phút là xong. Đó, thường thường I'll put maybe about two tablespoon. Okay. Two tablespoon. And cái súp nó ngọt rồi because of the cái củ này, the radish and the bone marrow của xương á, it make the soup very sweet already. So you need to balance it, sweet and savory. Okay, bỏ tí nước mắm vô, hoặc là bỏ tí muối vô cũng được. Okay. And then bỏ một tí 1 tablespoon of cốt gà. Okay. Cốt gà. Okay. Rồi bây giờ cho nó hầm xuống. Basically you want to now let the fish sauce cook off. Let it marinate into the meat. Let it mix with the soup. And khoảng 5 phút nữa là em serve cho anh chị coi cái món rất là tuyệt vời. Rồi, nêm tí nữa đi. Đó, coi cần bỏ thêm không. Smell very good. Quá thơm anh chị. Rồi, vừa, perfect luôn, không cần lên nữa. Bây giờ để cho nó hầm khoảng 5 phút. Đó. So yummy. Yes, very yummy. Thì very đơn giản như vậy thôi, nó không có gì khó. Cái món đó thường thường em làm lúc mình nhậu á, buổi tối ăn cái súp, súp với nui, hoặc là ăn với cơm cũng được. Em chỉ ăn với cơm và ăn với nui cái món này. Cheers quý vị, happy Saturday. Ngon quá. Save me a bowl please. Yes, I will save you a bowl, no problem. Anytime. Nhưng mà Mr. Pikachu, oh yeah, thank you. Tại vì trên đầu em hói rồi, em mất hết tóc rồi, that's why mỗi lần em lên show em phải cần mặc cái mũ này. Em mất hết tóc rồi. I have no more hair up there, so phải cần mặc mũ che cái đầu hói. Đầu gần sắp hết tóc rồi. 21 tuổi mà hết tóc lại vậy. That means the stressing out is a lot. So that's why em thích nấu đồ ăn, nấu bếp. Là em không có bị stress. Em very vui, very happy, passionate lắm. Ngày mai anh chị, em sẽ cho sneak peek nha. Ngày mai em làm món gì? Okay. Ngày mai em sẽ làm món beef, xương đại hàn, rib. Cái này là mua ngoài Costco. Okay. Em sẽ nướng ngày mai for Super Bowl party. Okay. Các anh chị ướp thịt đại hàn, giống như thịt đúng rồi, thịt đại hàn á, xương nó rib, beef rib bự lắm, nó không phải rib của bò, nên là rib của con không phải rib con heo, rib bò nó ngon hơn. Anh chị mà bây giờ mà ăn, hello chị Oanh,
anh chị mà ăn thịt heo á, sườn thịt heo mà nên ăn cái sườn bò á, nó khác nhau nhiều. Cái sườn bò á nó ngọt hơn. And cái này là the whole rack of beef rib. So cái thịt nó thơm, and then em sẽ nướng ở trên cái nồi smoker á. Anh chị coi ngày mai cái thịt nó đỏ mà nó thơm, nó ngon. Ồ, quý vị ở đây ăn á là chắc phải cần uống nhiều cái lá juice xanh vô, tại vì cần xuống cân. Tại vì em nấu bếp all the time. So anh chị chắc mai sau này dù hán xong anh chị mà qua ăn chơi á, chắc cần giống như là gọi xe cứu hỏa ambulance để chở về á, quá ngon, sẽ ăn nhiều, bảo đảm. Đó, thử xúc lần nữa ra, make sure it's okay. Người trước thường thường á, lúc mà em ngửi em nấu bếp á, em ngửi đồ ăn vô rồi á, em không đói bụng nữa. Rất là tuyệt vời, very good soup, man. Mr. Pikachu ngày mai qua là chắc được hưởng cái món này, lâu lâu mới làm, không phải làm hết một ngày đâu, lâu lâu thôi. Once in a while I make a soup like this. Rồi nó rất là béo, rồi nó có nhiều cái rượu vang với cái đuôi bò á, nó cái bone meal nó ra trong cái soup này, very làm là nó không béo mà giống như là béo mà mình không ăn được, nó béo mà nó cái mùi nó thơm, nó không phải giống như là béo bơ mà béo cái soup á, nó very very hearty, tiếng Anh nó gọi là hearty soup. Nếu mà bị bệnh hay là gì á, ăn vô một cái tô này bảo đảm chắc sức khỏe lại lắm. Ok, rồi gần sắp xong rồi đó, coi này, soup very đẹp, very trong đó, nhiều tỏi, very thơm. Bỏ tí tiêu nữa đi, em khoái tiêu tươi lắm. Fresh crushed pepper is the best. Mr. Hương, không biết. Yes, Mr. Pikachu, you come over anytime. You're welcome anytime. Đó. Coi này. Wow. Đó, có đuôi nhỏ, đuôi lớn, đuôi medium size, all kind of đuôi. See how red, cái thịt nó đỏ à, tại vì cái rượu vang. Cho nó hầm thêm vài phút nữa. Rồi bây giờ đợi cho súp xong thì trở lại coi tám với ai đây. Pepper from Việt Nam. Coi coi, không biết Pepper from Việt Nam hay không. Coi coi cái bình này. Thôi em tiêu á, me tell you xong bảo tiêu. Thường pepper em xài á là tiêu hai loại nha. Ok, một tiêu đen and tiêu trắng, em bỏ vô em crush at the same time. Hai cái tiêu này nó very khác flavor, but em pha nó vô, em mix nó vô, cả hai luôn em xài, tiêu trắng và tiêu đen. Ok, so black and white mình xài hai cái cho cái mùi nó thơm. Hello, chị Nancy. Welcome to the show. Này, let me see. Imported. Oh, đúng rồi. Của Việt Nam. Đó, made in Vietnam.
Ok. And cái hồ tiêu này chắc là bên Việt Nam luôn. À dạ đúng. Product of Việt Nam. Đó. So you're right. Chị Jun USA biết hay thiệt đó. Tiêu bên Việt Nam em cũng đâu biết đâu. Em chỉ thích cái chợ Quang Minh ở dưới gần nhà em đi mua thôi. Đó. And I mix both of it. Để cho cái mùi nó thơm. So you see, giống như là cái tiêu của em gần sắp xong rồi. So em bỏ vô hai màu luôn. Hai cái flavor. Nó đem vô, nhiều người người ta chỉ có thích xài đen hay là thích xài tiêu trắng. Mà em bỏ cả hai. So thường thường bỏ khoảng nửa. Đó. Đó. Công phu á, có công phu nó mới mở ra được. Đó, bỏ vô. Đừng có cái đồ tiêu của em á, em không bỏ hết. You don't want to fill it all the way up. Tại sao? Lý do. Tại vì em phải cần bỏ vô. And then em sẽ lắc. Giống như shake it. Đó. Giống như là do the gì cha cha cha. Oh, không phải. Shake it. Đó. Lắc cái. Thế. So bây giờ tiêu. Bây giờ có đen vừa trắng mix together, có hai mùi tiêu. Ok, so that's how I do it. Em nấu bếp, and then nó có mấy cái đồ ở kế bên đây, cái chấm bi nhỏ thì nó sẽ nhín ra nhỏ, and em sẽ có cái chấm bi bự đó, anh chị có nhìn thấy được không? Trên cái máy này. Đó, tùy theo mình muốn bao nhiêu, mình muốn cái cục nó bự hơn thì mình xoay. Mình xoay ở đây. Đó. Bây giờ nó sẽ ra ngoài cái tiêu nó bự hơn. Hoặc là mình muốn nhỏ. Thường thường nhỏ là mình ăn với trứng ốp la. Ăn mấy cái bự thì mình muốn ăn giống như kiểu pasta hay là gì mà mình muốn cái hột nó ra bự hơn á. Thì mình bỏ lên. Ok, so very good tip. Em thích mixing it. So I get the best of cả hai loại tiêu. Tiêu đen và tiêu trắng. Ok, ở bên Việt Nam. No problem chị Nancy. As long as chị Nancy lên đài với em vui vẻ là được rồi. No problem, đến chế là em vui rồi. Đến sớm thì em cũng vui luôn. Thì em có người ngồi đây tám, ngồi đây nói chuyện. Mà chị lên chế cũng không sao. Mình là người ta gọi là gia đình lớn mà. We big family, so no problem. Ai mà lên đây mà hiền, mấy bạn hiền á, lên lúc nào cũng được hết. Đó. Rồi, chắc lấy ra miếng thử đi. Coi coi nó có mềm chưa. Thường nuôi bò phải cần làm cỡ khoảng tiếng, 2 tiếng bà con thích. Mà hôm nay thì em làm show khoảng tiếng thôi. Khỏi cần làm lâu, tại vì em cũng biết là có vài anh chị ở bên mấy tiểu bang xa. Hôm nay cũng gần sắp giống như có bạn Hiền ở bên North Carolina 3 tiếng. Các đây thì em cũng biết là cũng tối rồi, cần nghỉ ngơi nữa. Đó. Thì em làm cho quý vị coi the end product. Ok. Là muốn làm mềm hơn tùy theo ý người. Người ta thích mềm hay là người ta thích hơi dai dai. You know, chewy, cái tendon nó hơi chewy tí thì tùy theo mình thôi. Ok. So này, cho close up view.
Đó. Rồi. Giao cái trường giao. Đó. Lấy tí hành bỏ vô có mùi. Em thích bỏ tí chanh vô. Tí thôi, không cần bỏ nhiều. Lấy tí tiêu. Đó, tiêu trắng, tiêu đen. Different flavor. Ok, mù qua. Đó, cho quý vị coi. Đó, bây giờ you see Mr. Pikachu. À, Mr. Pikachu trở lại. Bây giờ thử súp trước đi. Tí mình tính sau cái đôi bò. Thử súp trước. Tuyệt vời. Very good. Đó. Bây giờ coi em. Mình chỉ có nướng làm này hầm cũng không có lâu đâu. Ok. Coi cho quý vị coi này. Đó. Nó vô focus cái. Nó vẫn còn dai. Bởi nhiều người cũng thích ăn dai. Tùy theo ý mình ăn thôi. Mà tụi em mới luộc nửa tiếng 45 phút. Thường luộc đôi bò á thì at least một tiếng mấy, hoặc là mình có cái máy gì người ta gọi hot pot á, thì mình bỏ vô lâu, mình bỏ vô nửa tiếng 40 phút á thì nó sẽ mềm. Ok, mà hôm nay em không có làm kiểu cho nó mềm, cho nó nhừ ra. Em chỉ có cho chị coi cho biết làm cái món này. Đó. Rồi, Mr. Pikachu, em không có ăn, em chỉ có liếm thôi. I only lick the spoon, but I don't eat the spoon. liếm thôi. Đó, súp. Ngon. Rất là tuyệt vời. Chị Jun muốn ăn bánh mì cũng được. Em cũng mua bánh mì. Bánh mì mới mua về chiều hôm nay đi xuống Phúc Lộc Thọ. Đó. Bánh mì tươi với còn nóng. Ok. Với còn nóng. Bánh mì baguette ở dưới tiệm tiếp tháp. Muốn chấm cũng được. Em chưa bị mà ăn với bánh mì before. Cũng good. Mà thường thường á, súp đuôi bò á là em ăn với cơm. Sometimes á, nhiều khi em ăn đuôi bò á, em cũng thích sometimes chewy chewy,
nó mà dai mà nó không, mình không ăn được, mà này dai vừa thôi. À, mà nhiều người người ta thích ăn đuôi bò cho nó giống như mềm, mới là mềm. Mà anh chỉ nhớ em chỉ có luộc này khoảng nửa tiếng 45 phút thôi, cũng không lâu. I like bánh mì Cali. Bánh mì Cali cũng ngon, mà tại vì em đang chạy về tiền ở đó thôi thì em chạy vô tiếp thấp. I like the small size. Thì ai mà thích ăn bánh mì dài thì ăn bánh mì dài, ai mà thích ăn bánh mì nhỏ xíu thì cũng không sao. The size is not the matter. Cái size nào không vấn đề. Dù sau này cái bánh mì á ngon là được rồi. Bánh mì ngắn hay là dài cũng xem mà tên là bánh mì. Sau mình thích ăn cái gì dài hay là ăn cái gì ngắn á thì tùy theo mình thôi. Up to us, right? Your preference. But very good. Again, the secret cho cái này á là Marlow Real Vang. Marlow. Cái chai này thì em có. So any red bottle of wine will do. You don't need to get a fancy, you know, $100 bottle or $50 bottle. Dù sau này rượu vang là rượu vang, mà đừng có mua mấy cái rẻ quá. Mua cái mấy cái chai khoảng 10-20 đồng ở ngoài Costco á, nó bán nhiều lắm. Em thích thì tụi em thích uống Napa. Thì em có cả chục chai trong tủ. Thì em kéo cái chai này ra em xài. Any Marlow, tụi Marlow á thì ăn thường thường ăn với steak, ăn với thịt bò nướng, bò gì rồi, bò mỗi lần đi tìm mua bò né, nhưng mà ăn bò né với gì tí tí gì rồi, pate á với trứng ốp la, uống một ly rượu đỏ rất là tuyệt vời. Ok. So this is the đuôi bò. Tôi mới mua đèn mới, sáng quá. Đó, chào quý vị. Rồi. Bỏ thấp coi. Đó, em bỏ cái tay lên như vậy á là để cho cái hình nó nhìn rõ thôi. Không có gì hết. Đó. Đuôi bò. Đó. Bây giờ em cho hầm cho nó nhừ lại tí. Để cho ngày mai bạn Hiền Mr. Pikachu qua ăn một bữa của Chef Cowboy. Ok, rồi. Anh chị có câu hỏi gì nữa không? Trước khi em chào các anh chị một bữa vui vẻ uống bia rượu không say không về. Have a good time with your family. And any other question thì cứ nhắn cho em, email em. Nhớ nha, email là cash, giống như tiền vậy, cash CASH cao, tên họ cao CAO channel, giống như đài. So cashcowchannel@gmail.com. Cái đó là email của em. Có câu hỏi gì cứ nhắn cho em email. Súp quá béo, quá ngọt. Ok, cảm ơn anh chị hôm nay lên với em Chef Cowboy aka Cajun Asian. Mai mốt em sẽ làm mấy cái món ở dưới Louisiana, đồ biển, hải sản rất là tuyệt vời cho các anh chị. So ngày mai sáng em sẽ gặp một bữa nữa. Nên có thể chiều em có ở nhà hay là em đi đâu mà em sẽ làm cái miếng thịt thịt sườn bò, the whole rack of beef. Okay?
mà em mà không lên ngày mai có thể là em đi nhậu ở đâu rồi thì em không biết đấy. Thì có thể em không lên mà chắc chắn em sẽ lên. Ok, em không biết giờ, tại ngày mai cũng lưu bu, tại ngày mai là Super Bowl. Ok, anh chị mà lên với em được thì ok, không có thì coi lại thôi. Nếu mà em upload cái video nha. Rồi, cảm ơn chị. Thank you very much, have a good night. Bye bye, tạm biệt các bạn hiền, anh chị, ngủ ngon. Bye.